Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ đường nhuệ bút ký của Trung tá Cao Giang Nam và tin đồn con trai tránh án. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tỉnh Thái Bình thông tin cho biết việc Công an tỉnh Thái Bình phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích hồi 18 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình liên quan đến Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, đã xuất hiện tình tiết mới. Đồng thời, Công an tỉnh Thái Bình ngày 23 tháng 4 cũng xử phạt đối với đối tượng tung tin đại gia Đường Nhuệ chính là con trai của chánh án Tòa Nhân dân tỉnh Thái Bình. Vụ Đường Nhuệ bút xa của Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình Cao Giang Nam. Chiều 22 tháng 4, một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tỉnh Thái Bình cho hay việc phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm ngày 18 tháng 11 năm 2014 là do gần đây đã có thêm tình tiết mới chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ. Tuy nhiên, vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao không tiết lộ cụ thể nội dung tình tiết mới trong quá trình điều tra vụ án này. Tình tiết mới cụ thể là gì thì tôi không thể nêu bởi còn liên quan đến vấn đề bảo mật điều tra cũng như bảo vệ nhân chứng của cơ quan công an, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết. Theo một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, từ kết quả điều tra và căn cứ tình tiết mới này, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã có quyết định phục hồi điều tra và khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để làm rõ dấu hiệu phạm tội. Về vấn đề dư luận nêu nghi vấn Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình Cao Giang Nam, người đã ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án 2015 vì chưa xác định được bị can và hết thời hạn điều tra, đã bị chuyển sang phụ trách bộ phận khác thuộc Công an thành phố Thái Bình. Vị lãnh đạo Viện Kiểm sát cho hay đây không phải thông tin chính xác. Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa nhận được quyết định hay văn bản nào về việc anh Nam được phân công phụ trách bộ phận khác. Bản thân anh Nam hiện vẫn đang là Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết. Trước đó, tối ngày 21 tháng 4, Công an tỉnh Thái Bình ra thông báo cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích xảy ra hôm 18 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn. Vụ án cố ý gây thương tích mà Công an thành phố Thái Bình vừa khởi tố xảy ra hôm 18 tháng 11 năm 2014 ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm là vụ án nhóm giang hồ của đại gia Đường Nhuệ và đàn em đánh đập. Người tố cáo ngay tại trụ sở Công an đã từng bị đình chỉ điều tra. Liên quan vụ việc này, bà Đinh Thị Lý, sinh năm 1964, trú tổ 4, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, đã có đơn tố cáo đối tượng Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, sinh năm 1971, cũng ở thành phố Thái Bình, đã đánh đập mẹ con bà ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm. Theo lời kể của bà Lý, ngày 17 tháng 11 năm 2014, đối tượng Nguyễn Xuân Đường đưa người đến nhà bà Đinh Thị Lý để đòi tiền. Nhóm giang hồ của đại gia Đường Nhuệ không chỉ chửi bới, uy hiếp, phá đồ đạc trong nhà mà còn khống chế các nạn nhân để không ai trốn thoát ra ngoài đến sáng ngày hôm sau. Đến ngày 18 tháng 11 năm 2014, anh Mai Thế Duy, sinh năm 1988, con trai bà Lý, cùng mẹ và một số người khác lên trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để trình báo sự việc. Tại phòng tiếp dân, Nguyễn Xuân Đường đã hành hung cả hai mẹ con bà Lý. Anh Duy khiến cho nạn nhân này bị vỡ xương hàm mặt cầu nồi bên phải, phải phẫu thuật điều trị với tỷ lệ thương tật là 15%. Đến ngày 5 tháng 1 năm 2015, Công an thành phố Thái Bình mới có quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, nhưng đến tháng 7 năm 2015 lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do chưa xác định được bị can trong vụ án và hết thời hạn điều tra.
Người ký quyết định khởi tố vụ án và tạm đình chỉ điều tra là Trung tá Cao Giang Nam, làm Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình, cho biết. Thông báo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình cho biết, qua công tác điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường, trú tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 2 điều 104 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999. Đặc biệt liên quan đến vụ án này, bà Đinh Thị Lý cũng khẳng định gia đình đã có đơn tố cáo đích danh Trung tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình, người đã ký quyết định tạm đình chỉ vụ án năm 2015. Cụ thể, ngày 5 tháng 1 năm 2015, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, nhưng 7 tháng sau, cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra. Ông Cao Giang Nam chính là người ký quyết định tạm đình chỉ điều tra. Trong đơn tố cáo, bà Lý cho rằng ông Cao Giang Nam, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình đã không làm tròn trách nhiệm của người lãnh đạo, bỏ lọt tội phạm, làm mất lòng tin của nhân dân. Ông Cao Giang Nam chỉ đạo vụ án lơi lỏng, không có tinh thần tấn công tội phạm, không khởi tố Đường Nhuệ để hắn thoát vụ đánh mẹ con tôi. Từ đó Đường Nhuệ càng lún sâu vào sai phạm và gây thêm nhiều tội lỗi với người dân Thái Bình, bà Đinh Thị Lý nói. Tin đồn Đường Nhuệ là con trai của chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình. Đinh Văn Huynh viết trên Facebook rằng bị can Phạm Văn Hiệp, Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Bình là con trai của chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình. Công an tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đinh Văn Huynh, 36 tuổi, trú tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và tổ chức. Theo đó, Công an tỉnh Thái Bình đã thông tin cho Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết một cá nhân địa chỉ tại Quảng Ninh có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên Facebook cá nhân. Cụ thể, một bài viết với tiêu đề vụ Đường Nhuệ khởi tố một loạt cán bộ tỉnh Thái Bình được đăng trên Facebook. Nhà báo điều tra, nội dung bài viết phản ánh kết quả điều tra đối với hai đối tượng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương ở Thái Bình. Phía dưới bài viết, tại phần bình luận, một dân mạng cho biết bị can Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Bình, người bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố là con trai của Phạm Văn Thịnh, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình, người đăng bình luận này lấy tài khoản Facebook là không tồn tại. Tiến hành điều tra xác minh, cơ quan công an xác định đây là thông tin sai sự thật, đồng thời tìm ra chủ sở hữu tài khoản Facebook không tồn tại là Đinh Văn Huynh, hiện là lao động tự do. Làm việc với cơ quan công an, Huynh cho biết do tìm kiếm trên Google thấy Phạm Văn Hiệp có cùng họ Phạm Văn với chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình, từ đó suy đoán ra hai người có mối quan hệ cha con. Huynh sau đó đã bình luận để trao đổi thêm với những người khác trên mạng xã hội về thông tin mình suy diễn được. Sau làm việc với cơ quan chức năng, Huynh nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo và tự giác xóa bỏ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Căn cứ mức độ vi phạm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đinh Văn Huynh, mức phạt 7,5 triệu Việt Nam đồng. Bỏ lọt tội phạm vụ con nuôi Đường Nhuệ chém người. Nhóm Tiến Trắng, con nuôi của Đường Nhuệ, chém người tỷ lệ thương tật 44% nhưng công an chỉ xử phạt hành chính. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang thụ lý điều tra và làm rõ vụ án cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh này cũng vừa ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ nhóm Bùi Tiến Mạnh, tức Tiến Trắng, con nuôi của Đường Nhuệ, chém anh Trần Ngọc Hoàng, sinh năm 1983, trú tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, vào tháng 5, 2018.
Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đang xem xét trách nhiệm bỏ lọt tội phạm của các cơ quan tố tụng liên quan trong vụ án này. Trong đó, tháng 7 năm 2018, sau khi xác minh giải quyết tin báo tố giác tội phạm, Công an huyện Vũ Thư đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với lý do bị hại từ chối giám định nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Theo hồ sơ, năm 2018, anh Hoàng mua xe 9 chỗ để chở khách từ Thái Bình đi Hà Nội. Do giờ chạy xe là 13 giờ 30 phút trùng với nhà xe Mai Tuyên chạy tuyến Thái Bình Hà Nội, nên nhà xe này gặp đề nghị anh Hoàng lùi thời gian chạy sang 15 giờ, nhưng anh không đồng ý. Sau đó, người của nhà xe Mai Tuyên đã gặp Phạm Văn Sáng, chú ở huyện Vũ Thư, nhờ người này ép anh Hoàng cho xe chạy vào giờ như họ đã yêu cầu. Tiến Trắng cùng với đàn em gặp yêu cầu anh Hoàng đóng hụi 3 triệu đồng trên tháng và chạy xe vào giờ như nhà xe Mai Tuyên yêu cầu. Anh Hoàng không thực hiện nhưng yêu cầu vô lý, nên tối ngày 22 tháng 5 năm 2018, nhóm Tiến Trắng mang theo hung khí tới nhà dùng dao chém nhiều nhát làm anh Hoàng bị đứt cơ, gân của hai cánh tay và hai chân. Sau khi sự việc xảy ra, Đường Nhuệ đến nhà của anh Hoàng đưa ra mức bồi thường 130 triệu Việt Nam đồng và yêu cầu anh không đi giám định thương tật. Tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vũ Thư xác định có 4 người liên quan gây ra vụ chém anh Hoàng, gồm có Tiến Trắng, Sáng và hai đồng phạm Hoàng Văn Phi, Nguyễn Tuấn Long. Công an huyện Vũ Thư đã ra quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với anh Hoàng, nhưng sau khi xuất viện Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, bị hại không trở về địa phương. Chúng tôi đã hai lần gửi giấy mời bị hại đi giám định thương tích nhưng anh Hoàng không có mặt tại địa phương nên không thực hiện được việc giám định, công an huyện Vũ Thư thông tin. Đến sáng ngày 6 tháng 6 năm 2018, anh Hoàng có đơn từ chối giám định thương tích, xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người đã gây ra thương tích cho mình với lý do là sức khỏe đã ổn định, thương tích nhẹ, đồng thời cho biết việc rút đơn là hoàn toàn tự nguyện. Từ đơn của người bị hại, ngày 22 tháng 7 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Vũ Thư căn cứ theo khoản 2 điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Quyết định này cũng được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vũ Thư đồng tình là có căn cứ đúng quy định của pháp luật. Sau khi không khởi tố vụ án, Công an huyện Vũ Thư đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Sáng và Phi mỗi người 2,5 triệu Việt Nam đồng. Tới nay, Sáng và Phi không thực hiện nộp phạt, cũng không có mặt tại địa phương. Riêng Tiến Trắng và Nguyễn Tuấn Long khai chỉ đến nhà anh Hoàng để nói chuyện, không tham gia đánh nên cơ quan cảnh sát điều tra không xử lý. Xem xét trách nhiệm người và bỏ lọt tội phạm. Sau khi vụ án Đường Nhuệ được lật lại, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào cuộc ngày 27 tháng 4 đã tiếp nhận hồ sơ trưng cầu giám định thương tích đối với anh Hoàng với kết quả là anh bị thương tật 44%. Trên cơ sở này, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để điều tra đối với nhóm đã gây ra thương tích cho bị hại Hoàng. Yêu cầu Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự, đồng thời yêu cầu làm rõ dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản để xử lý theo pháp luật. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát tối cao đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan trong việc bỏ lọt tội phạm, không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội để điều tra xử lý theo quy định. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát tối cao đã khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích có liên quan đến Nguyễn Xuân Đường, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan trong việc bỏ lọt tội phạm. Theo báo Người Lao Động, ngày 9 tháng 6, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích liên quan đến Nguyễn Xuân Đường, còn gọi là Đường Nhuệ ở Thái Bình. Đồng thời xác minh làm rõ dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Trước đó,
Tháng 4 năm 2018, Bùi Mạnh Tiến, còn gọi là Tiến Trắng, con nuôi của Nguyễn Xuân Đường và Phạm Văn Sáng gặp anh Hoàng, lái xe khách tuyến Thái Bình, Hà Nội yêu cầu tài xế chi cho chúng 3 triệu mỗi tháng và phải đón khách sau 15 giờ hàng ngày. Bị tài xế từ chối nên ngày 22 tháng 5 năm 2018, Tiến và Sáng đã kéo theo nhiều người đến nhà anh Hoàng ở huyện Vũ Thư. Tại đây, Sáng chém tài xế trọng thương. Sau vụ cố ý gây thương tích, Đường Nhuệ thỏa thuận bồi thường cho nạn nhân 130 triệu Việt Nam đồng. Đổi lại, anh Hoàng không đề nghị xử lý hình sự nhóm côn đồ. Do nạn nhân sợ bị trả thù nên đã làm đơn từ chối giám định thương tích. Trên cơ sở đó, công an huyện Vũ Thư đã không khởi tố vụ án hình sự. Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã trưng cầu giám định thương tích, xác định tài xế Hoàng tổn hại sức khỏe 44%, sau đó yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự của công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ngoài ra, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích, theo quy định tại khoản 3 điều 134 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Ngày 5 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chuyển vụ án trên đến Công an tỉnh Thái Bình để yêu cầu làm rõ dấu hiệu phạm tội của Nguyễn Xuân Đường và người liên quan, đồng thời xác minh làm rõ dấu hiệu bỏ lọt tội phạm của một số cơ quan tố tụng tại địa phương. Theo Tri Thức Trực Tuyến, trước đó, đầu tháng 4, Nguyễn Xuân Đường cùng với vợ là Nguyễn Xuân Dương và 4 người khác bị khởi tố bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích do liên quan vụ đe dọa đánh đập một phụ xe khách. Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Công an thành phố Thái Bình tiếp tục khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường về tội cố ý gây thương tích. Vụ án xảy ra năm 2014 khi bà DTL, 56 tuổi, tố cáo Đường hành hung mẹ con bà L ngay trụ sở Công an phường Trần Lãm ngày 18 tháng 11. Đến ngày 24 tháng 4, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố Nguyễn Xuân Đường và Ninh Đức Lợi về tội cưỡng đoạt tài sản. Hiện Nguyễn Xuân Đường là bị can của 3 vụ án hình sự được Công an tỉnh Thái Bình và Công an thành phố Thái Bình điều tra. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để số thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm với hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.